Chào các bạn, rất vui khi các bạn quay trở lại với kênh Long Việt, nơi mang đến cho các bạn những kinh nghiệm, những hướng dẫn về YouTube, Facebook, phần mềm ứng dụng, kiếm tiền online, vân vân. Hiện nay, với một chiếc điện thoại trên tay, thì các bạn có thể quay ra được những video rất là chất lượng và đạt độ sắc nét rất cao. Và các bạn cũng có thể chỉnh sửa video ngay trên điện thoại của mình bằng những ứng dụng chỉnh sửa video rất là chuyên nghiệp để tạo ra những video hay, chất lượng để các bạn đăng lên kênh YouTube của mình. Vậy thì để đăng video lên kênh YouTube bằng cái điện thoại như thế nào là chuẩn nhất để tăng lượt xem cho kênh của mình? Thì trong video hôm nay mình chia sẻ các bạn cách chúng ta đăng video lên kênh YouTube bằng điện thoại chuẩn nhất để tăng lượt xem cho kênh của mình. Rồi, đầu tiên các bạn mở điện thoại của mình lên. Thì để đăng video lên kênh YouTube thì trước tiên các bạn phải có một cái kênh YouTube. Nếu các bạn chưa có kênh YouTube thì mình có một video chia sẻ về cách tạo kênh YouTube. Cái video này mình sẽ để link dưới phần mô tả. Bạn có thể vào đó xem và tạo cho mình một kênh YouTube. Rồi, để đăng video lên YouTube thì chúng ta có rất là nhiều cách. Nhưng mà cách đơn giản nhất là các bạn vào ứng dụng YouTube. Các bạn chọn vào ứng dụng YouTube để mở lên. Rồi, tại đây, nếu các bạn đăng nhập tài khoản mình vào rồi thì nó sẽ hiện cái hình avatar bên góc phải bên này. Còn nếu các bạn chưa đăng nhập thì các bạn bấm vào đăng nhập cái tài khoản mình vào. Hoặc là các bạn đã đăng nhập một cái tài khoản khác rồi thì các bạn bấm vào chuyển đổi tài khoản. Rồi các bạn chọn cái tài khoản của mình. Rồi để đăng cái video lên thì rất là đơn giản các bạn. Các bạn bấm vào dấu cộng chính giữa này. Các bạn chọn vào tải video lên. Rồi tại đây nó sẽ xuất hiện tất cả các video trong điện thoại của các bạn. Các bạn tải video nào thì các bạn chọn vào. Ví dụ ở đây mình chọn cái video ngọn lửa màn hình xanh. Các bạn bấm vào. Rồi tại đây thì các bạn thiết lập tiêu đề và phần mô tả cho video. Rồi tại phần tiêu đề, cái video của bạn thuộc cái nội dung gì thì các bạn đánh cái tiêu đề thuộc cái nội dung của video của các bạn. Các bạn chọn những cái từ khóa mà nó thông dụng, mọi người hay tìm kiếm, các bạn đánh vào. Ví dụ như cái video mình ở đây là ngọn lửa màn hình xanh. Rồi tiếp tục là phần mô tả video, các bạn bấm vào. Thì cái phần mô tả này, các bạn đánh mô tả về cái nội dung của video của mình. Các bạn thêm những cái từ khóa mà người khác hay tìm kiếm, để khi mọi người tìm kiếm đúng ngay cái từ khóa đó, nó sẽ hiện ra được cái video của mình. Ví dụ như ở đây mình là video màn hình xanh. Rồi, ok, mình làm demo vậy cho các bạn xem. Còn nếu cái video của bạn có nội dung dài thì các bạn đánh thêm, các bạn đánh nhiều vào. Rồi các bạn thoát ra. Tiếp tục công khai, các bạn chọn vào. Thì ở đây các bạn muốn xuất ở chế độ công khai thì các bạn chọn vào. Hoặc là không công khai, hoặc là riêng tư. Nếu các bạn để không công khai riêng tư thì sẽ không ai thấy được cái video của các bạn. Cho nên các bạn chọn vào công khai. Ở đây mình chia sẻ tiếp cho các bạn là về đặt chế độ công chiếu. Các bạn chọn vào đặt chế độ công chiếu. Rồi các bạn chọn vào lên lịch. Rồi tại đây là mình lên cái lịch chiếu cho video của mình. Ví dụ như hiện tại mình làm cái video này là 4:40 ngày 15 tháng 5. Thì các bạn chọn vào. Rồi mình chọn ngày công chiếu là ngày 15 luôn. Rồi các bạn chọn vào ok. Rồi tiếp tục các bạn đặt giờ. Hiện tại là 4:40. Thì mình chọn 5 giờ nó sẽ công chiếu video của mình. Các bạn chọn vào. Là 5 giờ chiều nha các bạn. Thì các bạn đánh 17 giờ. Sau đó các bạn bấm ok. Rồi các bạn chọn vào đặt làm video công chiếu. Rồi các bạn thoát ra. Rồi tiếp tục là vị trí. Nếu các bạn làm video về du lịch thì các bạn chọn cái vị trí vào. Còn nếu các bạn làm về vlog hoặc là hướng dẫn vân vân
thì các bạn khỏi chọn vị trí. Rồi sau khi xong, các bạn bấm vào tiếp theo. Rồi tại đây nó có hai mục. Thứ nhất là có, nội dung này dành cho trẻ em. Thứ hai là không, đây không phải là nội dung dành cho trẻ em. Nếu video của bạn làm về trẻ em thì các bạn chọn vào trẻ em. Còn không thì các bạn chọn vào không. Đây không phải là nội dung dành cho trẻ em. Rồi tiếp tục là giới hạn độ tuổi người xem. Nếu video của bạn nó có tính chất 18 cộng trong đó thì các bạn đánh vào có, giới hạn video của tôi ở những người xem trên 18 tuổi. Còn không thì các bạn chọn không. Rồi sau khi chọn xong, các bạn bấm vào tải lên. Rồi các bạn vào thư viện. Lúc này cái video của mình nó sẽ đang tải lên. Thì nó tải lên nhanh hay chậm tùy thuộc vào độ dài và cái độ nặng của video của các bạn nhé. Ok, đã tải video xong. Các bạn trở lại trang chủ. Các bạn vào biểu tượng kênh của mình. Các bạn chọn vào kênh của bạn. Rồi, tại đây cái video mình nó vừa mới tải lên. Mình đang đặt ở chế độ công chiếu. Thì nó sẽ công chiếu vào lúc 5 giờ ngày 15 tháng 5. Rồi tiếp tục các bạn vào video. Ngay cái video mình vừa mới tải lên. Các bạn chọn vào ba chấm bên phải. Các bạn chọn vào chỉnh sửa. Rồi tại đây các bạn thêm thẻ của mình vào. Thì đối với cái thẻ này các bạn đánh những cái từ khóa nó liên quan với kênh của mình. Và những cái từ khóa này mọi người hay tìm kiếm. Để khi mọi người tìm kiếm thì nó sẽ xuất hiện cái video của mình. Ví dụ như mình đánh là video màn hình xanh, cứ xong một cái từ khóa các bạn đánh dấu phẩy rồi tiếp tục màn hình xanh phẩy ngọn lửa màn hình xanh. Rồi mình sẽ làm demo bao nhiêu đây. Các bạn sẽ tìm những cái từ khóa nó liên quan tới video của mình. Các bạn đánh nhiều vào. Thì với những từ khóa này, ví dụ như người khác đánh vào ngọn lửa màn hình xanh, nó sẽ xuất hiện video của mình. Hoặc là người khác đánh màn hình xanh thì nó cũng xuất hiện ra cái video của mình. Rồi ok, sau khi các bạn đánh xong, các bạn bấm vào lưu. Rồi sau khi mình thiết lập thẻ tăng xong thì vẫn chưa xong nha các bạn. Thì chúng ta còn một bước nữa là các bạn thiết lập cái hình thu nhỏ cho video của mình. Thì ở trên ứng dụng YouTube này nó không cho mình thiết đặt cái hình thu nhỏ. Các bạn thoát ra. Các bạn vào CH Play hoặc là App Store, các bạn tải cái ứng dụng YouTube Studio này về. Các bạn mở lên. Nếu các bạn đã có kênh YouTube rồi thì các bạn nên tải cái ứng dụng này về. Vì cái ứng dụng này nó sẽ thống kê đầy đủ cái kênh của bạn trong này. Số giờ xem, số lượt xem, số người đăng ký, vân vân. Nó thống kê đầy đủ. Và nếu kênh của bạn đã bật kiếm tiền thì nó sẽ thống kê toàn bộ trong này, số tiền của các bạn, vân vân. Rồi, để thay đổi cái hình thu nhỏ, các bạn chọn vào video của mình. Rồi các bạn chọn vào hình cây bút. Rồi tiếp tục các bạn chọn vào hình cây bút. Rồi ở đây nó sẽ xuất hiện 3 tấm hình thu nhỏ được cắt từ video của mình. Nếu các bạn thấy đẹp thì các bạn chọn. Còn không thì các bạn chọn vào hình thu nhỏ tùy chỉnh. Thì với cái hình thu nhỏ tùy chỉnh này là mình đã làm sẵn rồi. Các bạn chọn vào. Rồi sau khi chọn xong, các bạn bấm chọn. Rồi các bạn bấm lưu. Ok, vậy là mình đã thay đổi xong cái hình thu nhỏ của mình. Thì tại đây các bạn cũng có thể bấm vào chia sẻ để chia sẻ cái video của mình lên Facebook, Zalo hoặc là cho bạn bè xem. Rồi các bạn thoát ra. Ok, vậy là mình đã vừa chia sẻ xong cho các bạn cách chúng ta đăng video lên kênh YouTube bằng điện thoại của mình. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn đăng cái video mình lên kênh YouTube chuẩn nhất.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, subscribe kênh ủng hộ mình và theo dõi những video tiếp theo.